Ở những bạn đây, thấy đây mình có một file Payboy mình mở lên. Thì nó đang gặp tình trạng là báo lỗi như thế này, không thể mở cái file trong cái đường dẫn này. Chúng ta cần repair. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn khắc phục cái lỗi này. Mình tắt nó đi. Đối với một file thì các bạn có thể là làm thủ công, là ấn chuột phải vô. Chúng ta chọn vô property. Đây, property. Ở trong cái property này thì nó có cái phần là security ở dưới này. Đó, thẻ đầu tiên luôn là mình ấn unlock nó đi. Ấn apply, ok. Rồi mình ấn nó lên, nó đã mở được này. Đó. Đây là làm thủ công. Ví dụ như là ở trong cái file này hoặc một folder này có nhiều file, ví dụ mình ấn lên đây. Đó. Mà đôi khi nó có một số file nó không mở được. Đây, ví dụ như thế này. Thì mình làm như thế nào? Đây mình sẽ copy cái đường dẫn này. Đây, copy cái đường dẫn này nhá. Ở trên này, copy. Mình mở Payboy. Mình ra mình mở một file Payboy. Mình sẽ cài đặt lại. Đây, ví dụ mình vô file này. Vô option này. Đó, trong phần option chúng ta kéo xuống cái từ cuối cùng này. Đó. Chúng ta vô thân này, setting này. Ok, bây giờ ở trên chỗ này, local này. Ở trên những dòng này, dòng thứ hai, chúng ta add một cái lưu và chúng ta chỉ đến hoặc chúng ta dán nó vô. Đây, row này. Chỉ đến cái thư mục lúc nãy mà mình bắt nó vô. Ok. Đây. Đây, đại số đúng không? Ok. Mình nhấn ok. Đó, mình ok. Rồi đây là mình có một cái file rồi mình nhấn ok. Bây giờ mình sẽ mở lại những cái file mà mình lúc nãy không mở được nha. Ở đây. Đây, bây giờ nó đã mở được này. Đó. Chúc các bạn thành công nhé. Có hai cách, một cách là chúng ta làm thủ công, một cách là chúng ta vô thêm cái đường dẫn. Nó chỉ vô cái folder mà nó chứa file. Chúc các bạn thành công.